Bạn thân mến, vào sáng sớm ngày 5 tháng 10, Vương Nhất Bác đã trở về quê nhà từ thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp. Vệ sĩ của nhãn hàng vẫn ở bên hộ tống anh ra sân bay an toàn và thuận lợi. Anh chàng đeo tai nghe, đội mũ lưỡi chai và xách theo chiếc túi to di chuyển trong sân bay. Vẫn như mọi khi, dáng người của anh ấy nổi bật trong đám đông. Khi Vương Nhất Bác xếp hàng chờ qua cửa soát vé, nhiều quý cô đã mải mê nhìn anh ấy với sự trầm trồ. Họ khó có cơ hội được gặp trực tiếp anh chàng ở khoảng cách gần như thế này. Ngay cả khi không biết Vương Nhất Bác là ai, những hành khách này cũng không cưỡng lại được việc lén nhìn anh ấy. Khi Vương Nhất Bác vừa bước xuống khỏi ô tô và bước vào đại sảnh, anh đã được chào đón bởi làn sóng người hâm mộ. Họ đang có mặt tại sân bay để gặp gỡ và chúc anh ấy có một hành trình suôn sẻ. Rất nhiều người hâm mộ với bóng bay xanh lá cây cùng nhau tới tiễn Vương Nhất Bác. Anh chàng đã đi dạo một vòng Paris và ghi lại những khung cảnh mà anh ấy yêu thích. Nhiều người hâm mộ đã hy vọng rằng anh ấy có thể nán lại Paris thêm một chút thời gian nữa để thưởng thức cảnh đẹp và rượu vang đỏ tại nơi này. Tuy nhiên, lịch trình của anh chàng khá bận và anh ấy phải quay về sớm. Chúc Vương Nhất Bác có một hành trình trở về thuận lợi. Trong tháng 10 và tháng 11 đã có một số tin tức về các sự kiện mới của Vương Nhất Bác. Chúng ta sẽ sớm gặp lại anh ấy.